cái gì bão gia ghi á, khắc phục hậu quả bão gia ghi con chuyện hết. Đi thăm bà con bão lũ à chị, là sao? Thực sự từ bây giờ cho tới tháng 11 là Ngân chạy show liên tục và công việc liên tục. Rồi sắp tới Ngân về Sài Gòn thì Ngân sẽ đi thăm mấy đứa nhỏ, đi tới mấy cái gì mà chỗ bảo trợ chỉ một coi đồ á. Tại vì đợt vừa rồi Ngân diễn bên châu Âu nè, Ngân được cũng gần 100 củ xuyền tiếp á, gần 100 củ xuyền tiếp á, là thường là Ngân sẽ để về để mà thăm mấy nhỏ một coi. Nhưng mà vừa rồi Ngân chuyển cho, Ngân chuyển để ủng hộ khắc phục cái gì bão gia ghi á, khắc phục hậu quả bão gia ghi, Ngân chuyển hết cái xuyền tiếp vừa rồi rồi. Cho nên là Ngân về Ngân sẽ bỏ xuyền túi của Ngân ra để Ngân đi thăm mấy nhỏ. Mà hồi xưa giờ bình thường Ngân cũng là bỏ tiền túi thôi, mà có xuyền tiếp thì càng vui. Bạn cứ đi xong rồi bạn đăng, bạn khoe lên. Cần phải khoe nha, khoe để làm chi? Khoe để bạn nói được những đứa như Ngân nè. Tái mình mở miệng ra mình nói thì bản thân mình cũng đã phải làm đã. Mình phải có sách, có mắt, có chứng để mình nói được người ta, để người ta noi gương mình, người ta làm. Bạn làm chưa? Làm rồi khoe lên đi. Hả? Mấy ba mấy má mà cứ vô nói Ngân là sao không đi làm đi, không đi làm đi, vô cái trang của họ đó cũng đâu thấy họ làm đâu. Mà cũng giàu lắm, cũng khá già lắm, dây chuyền rồi vàng bạc đeo sùm gì á, xe hơi đồ đầy đủ lắm. Mà thấy có cứu đâu mà toàn mở miệng ra nói không à. Ví dụ mà mình không nhúng tay vô, mình bỏ công được á, thì mình góp xiềng đi, xiềng cũng không góp luôn. Mà toàn đi góp ý không à. Trời đất ơi, xưa giờ Ngân đi làm từ thiện á, là từ tâm của Ngân, chứ Ngân không có cái ý nghĩ là làm theo phong trào, làm theo trend để mà được hở ghi vô danh sách. Không, xưa giờ Ngân không có vậy. Nha. Ngân không có làm từ thiện theo trend, theo phong trào để được ghi vô coi danh sách, để được công nhận bạn ơi. Trước khi mà muốn nói Ngân có làm hay không á, thì cứ theo dõi Ngân, tìm hiểu Ngân cho thiệt là kỹ đi. Coi kỹ vô bánh con mắt to ra, coi cho kỹ vô. Lịch diễn của người ta có từ cả năm trước, tôi đang đi đang lại từ cả năm trước à. Giờ đúng ngày đúng giờ thì tôi đi thôi, chứ tôi có biết trước được điều gì, thiên tai là bệnh dịch đồ gì nó tới đâu mà tôi không nhận show. Tôi cũng đi kiếm xiềng thôi chứ tôi đi đâu. Dí nhau đi tôi tặng sư tử hả? Bạn tặng cho ba, cho má, cho dòng họ bạn đi bạn ơi. Dí nhau là cái gì? Dí nhau là ịt nhau đi, nó tặng cho con sư tử. Con sư tử đó đổi ra xiềng được không? Đổi ra được thì bạn đem nó, bạn tặng cho ba, cho má bạn đi. Dí nhau, ha. Nghe từ dễ thương quá ha. Hay bạn tìm mấy cái hoàn cảnh khó khăn đó bạn tặng đi. La la la.